tôi cũng đã đến khách sạn của tôi rồi. Tên là Nguyễn Hữu Bình và đây là lần thứ hai được dịp đồng hành cùng quý anh chị, và đặc biệt là cái chuyến đầu tiên đi Đà Lạt du xuân ngày hôm nay. Điểm đầu tiên chúng ta đến là vườn hoa thành phố. Vâng, thưa các bạn, thì tôi đang có mặt tại quảng trường Lâm Viên và một biểu tượng đặc trưng đầu tiên đó là hoa dã quỳ. Vâng, đây là biểu tượng hoa dã quỳ. Bên cạnh biểu tượng hoa dã quỳ thì ngay sau đó thôi chính là biểu tượng hoa atiso, là hai biểu tượng đặc trưng cho thành phố Đà Lạt. Vâng, tôi sẽ đến mà quay cận cảnh cho các bạn. Bên trong là một quán cà phê Doha. Bông hoa atiso được thiết kế hoàn toàn bằng cửa kính. Và đặc biệt bên cạnh quảng trường là rất nhiều những quán ăn. Sáng nay mình đã có mặt tại cầu đất Farm, nơi mà ở đây được trồng rất là nhiều chè, và mình sẽ quay cho các bạn cảnh ở đây đẹp như nào nhé. Mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Hãy đi cùng theo mình. Xa xa chính là những cái nhà ni lông ạ, họ trồng hoa quả, họ trồng hoa, họ trồng rau. Đây là phía sau phía đồi chè cổ đất. Và điểm tiếp theo thì Phúc Anh sẽ dẫn các bạn đến một địa điểm vườn hoa Cẩm Tú Cầu, là một địa điểm vô cùng là tuyệt vời, vô cùng là đẹp. Vậy đẹp như thế nào? Hãy cùng theo chân Phúc Anh đi tiếp nhé. Như các bạn có thể thấy bên phía dưới và cũng như là bên phía trên là hoa Cẩm Tú Cầu rất là nhiều luôn. Đây, phía sau tôi cũng có. Bông hoa Cẩm Tú Cầu ở đây thì rất là to, to như một cái son luôn. Ngoài ra họ còn trang bị cho chúng ta những cái chiếc cầu và những chiếc chòi để các bạn có thể tự sướng. Ở kia có một cái này, đây một cái này. Và bên dưới đó, bên dưới là cả những chiếc thang để các bạn có thể tự sướng giữa một mênh mông biển hoa. Nơi đây thì các bạn vào check-in thì mất 15.000 một người nha. Vâng, bên cạnh thung lũng Cẩm Tú Cầu thì cũng bên phía gần đó thôi, nó là một vườn hoa khoai cải vàng. Và trước mắt các bạn thì sẽ có một cái ngôi nhà mà bạn có thể đến để sống ảo, rất là đẹp. Vâng, điểm đến tiếp theo của tôi đó chính là chùa Linh Phước, một ngôi chùa rất là cổ và rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ vào bên trong, dẫn các bạn vào bên trong để khám phá ngôi chùa này nhá. Hãy đi cùng tôi.
trên bảo tháp là chiếc phương đồng có trọng lượng nặng đến gần 10 tấn và chỉ đứng sau chiếc chuông tại chùa Bái Đính. Vâng, đây là chiếc chuông mà nó có trọng lượng đến gần 10 tấn. Ở chiếc chuông này thì người dân sẽ dán những cái câu cầu nguyện lên để nguyện cầu cho một năm mới bình an và làm ăn thuận buồm xuôi gió. Chiều ngày hôm nay thì tôi sẽ dẫn các bạn lên đỉnh núi Lang Biang, là một đỉnh núi cao nhất tại Đà Lạt, và nó đẹp như thế nào thì tôi sẽ dẫn các bạn đi nhá. Và tiếp theo thì chúng tôi phải lên chiếc xe Jeep kia để chạy lên đến đỉnh. Các bạn sẽ cùng theo chân tôi để khám phá nơi này nhá. Đi. Vâng, và đây là loại vé lên và tham quan Lang Biang là 30.000 đồng một người. Đây là những chiếc xe Jeep mà chúng ta sẽ chạy lên đỉnh Lang Biang. Mà khi các bạn mua dịch vụ đi xe Jeep này thì có giá khoảng 80.000 đồng một người. Sau khoảng 10 phút đi xe Jeep lên thì bây giờ tôi đang có mặt trên đỉnh núi Lang Biang và ngắm cảnh hoàng hôn rất là đẹp. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây là đỉnh núi Lang Biang. Bây giờ là buổi chiều, các bạn có thể ngắm cảnh mặt trời xuống núi xa xa kia. Các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đà Lạt. Vào buổi tối thì các bạn có thể lựa chọn hình thức đi chợ đêm và có những cái món đặc sản tại nơi này, và đặc biệt là có dâu tây và dâu tây lắc rất là ngon và rất là rẻ, chỉ có 10.000 đồng một ly. Ở đây là những người bạn thôi. Và chợ đêm thì buổi tối bán rất là nhiều quần áo cũng như là đồ ăn. Thank you em. Sáng nay thì tôi đã có mặt tại Dinh Bảo Đại 3. Và Dinh Bảo Đại thì nó có 3 cái dinh. Hôm nay thì chúng tôi sẽ vào cái dinh thứ 3. Và được nghe nói là dinh thứ 3 và dinh thứ nhất đẹp và nổi tiếng. Cái vé thì nó vé vào người lớn thì 30.000 và trẻ em thì là 15.000.
tên thật là Nguyễn Phúc Vinh Thụy. Ông sinh năm 1913 và ông mất năm 1997. Và ông mất tại Pháp ngay tại nhà mình nha. Dạ. Thì vị vua này là vị vua cuối cùng. Người ta bảo rằng vị vua Bảo Đại là vị vua gắn liền với con số 13. Dạ. Ông sinh năm 1913. Ông lên ngôi lúc ông 13 tuổi. Dạ, ông mất lúc 13 giờ. Dạ. Ông có 5 người con và 8 bà vợ, tổng lại cũng là con số 13. Dạ. Địa điểm thứ hai ngày hôm nay đó chính là Thiền viện Trúc Lâm. Đó, nó nằm ở trên núi Phụng Hoàng thuộc thành phố Đà Lạt. Thì nó đẹp như nào thì tôi sẽ dẫn các bạn vào bên trong và khám phá khu này nhé. Ok đi. Điểm thứ ba ngày hôm nay đó chính là thác Dalata. Đẹp như thế nào và hấp dẫn ra sao thì hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn đi khám phá nơi này nhé. Và đây là nơi các bạn sẽ mua vé nhé. Và vé người lớn sẽ là 30.000 và trẻ em là 15.000. Trẻ em được xác định là dưới 1m2 nhé. Thấy các bạn chơi trượt đường dây này thì giá cả là 60.000 và đến 80.000 nha. Độ dài hơn 1 km. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị chơi trượt thác. Bây giờ thì chúng tôi đã có mặt tại thác Dalata. Đó, các bạn thấy một cảnh khác rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ là buổi chiều rồi và chiều nay thì chúng tôi đi muộn hơn một chút. Thời tiết thì khá nắng cho nên chúng tôi đó là lý do tôi đi muộn. Bây giờ tôi đang có mặt tại thung lũng tình yêu. Ok, vậy thì nó đẹp như thế nào tôi sẽ vào bên trong và quay cho các bạn nhé. Bây giờ tôi phải vào mua vé đây. Thì các bạn có thể bắt gặp được cây phượng tím.
rất là nhiều hoa, bát ngàn loại hoa luôn. Gọi thung lũng tình yêu mà. Ở thung lũng tình yêu thì có những chiếc cầu rất là đẹp để các bạn check in nhá. Ngoài ra các bạn có thể đạp vịt miễn phí trong cái giá vé 100.000 các bạn nào rồi. Tiếp tục cuộc hành trình vào ngày cuối cùng, tôi đang có mặt tại ga Đà Lạt. Vậy thì ga Đà Lạt như thế nào, đẹp ra sao thì các bạn sẽ vào bên trong, mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Hãy đi cùng mình. Nhà ga thì được thiết kế giống như nhà rông ở trên đỉnh Lang Biang. Và bên trong các khoang tàu bây giờ thì được là những quán cà phê. Điểm tham quan tiếp theo mà tôi dẫn các bạn đi đó là nhà thờ Đơn Man, hay được còn gọi là nhà thờ Mai Anh, là nơi mà vợ của ngài Descartes có toàn quyền Đông Dương thời bấy giờ đã nghỉ tại đây. Bây giờ tôi sẽ vào bên trong và quay cho các bạn xem nhá. Rất tiếc là tôi sẽ không được vào bên trong để chiêm ngưỡng cái khung cảnh không gian bên trong của giáo xứ này, vì bây giờ cũng là gần trưa rồi, cũng như là không phải là ngày cuối tuần nên các sơ đã đi nghỉ trưa hết rồi. Rất tiếc và hẹn các bạn những cái lần sau mình sẽ cố gắng vào bên trong. Ở Đà Lạt thì rất là nhiều nhà thờ rất là lớn và đẹp nữa, vì ở đây ngày xưa thì người Pháp theo đạo Thiên Chúa rất là nhiều. Rất nhiều nơi để các bạn có thể sống ảo tại Đà Lạt, đặc biệt là những tòa giáo xứ và biệt thự resort ở Đà Lạt. Tiếp theo trong ngày hôm nay đó là vườn dâu tại Đà Lạt. Vườn dâu này được nuôi trồng theo phương pháp thủy canh, tức là phương pháp không chạm đất. Đó. Anh Bình ơi, vào đây là anh Bình ơi, vào trong vườn này thì bao tiền một người nhỉ? Cái này là vào tự do em. À, vào tự do. Mình mua mình mang về là được. Tại vì họ cũng bán. Vào tự do và các bạn mua và họ tính sẽ tính theo cân nhé. Đang có mặt tại Đại học Sư phạm thành phố Đà Lạt. Các bạn có thể thấy nơi đây là một nơi mà các bạn có thể check in rất là đẹp. Đó. Thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến đây. Đó, phía này cũng là một view rất là đẹp này. Như vậy là các bạn đã xem xong cái video vlog của tôi đã chia sẻ về kinh nghiệm đi 4 ngày 3 đêm tại Đà Lạt. Tôi sẽ không tính những chi phí ăn uống cũng như là chi phí ngủ nghỉ, tại vì chi phí ăn uống các bạn có thể rất là nhiều lựa chọn.
và chi phí chỗ ngủ thì các bạn cũng có rất nhiều lựa chọn. Ở Đà Lạt thì có rất nhiều các homestay cũng như các khách sạn đẹp, nên là mình không liệt kê các chi phí mình ở vào, tại vì mình ở khách sạn mà đi theo đoàn. Cho nên mình sẽ chỉ có chia sẻ cho các bạn những cái điểm chơi chính thì mình vừa trải nghiệm qua, còn những điểm chơi tự túc thì mình sẽ hẹn các bạn ở những video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.